Chào mừng các em đến kênh Hải Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em toán lớp 6, bài số 6 sách chân trời sáng tạo nha. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm có thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để Hải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 6 giá trị phân số của một số. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 2 phần bài tập nha. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1. Mẫu bánh vườn có diện tích là 240 m², được trồng hai loại hoa chính là hoa cúc và hoa hồng. Phần diện tích trồng hoa cúc chiếm 3% diện tích của vườn. Hỏi diện tích trồng hoa hồng là bao nhiêu mét vuông? Như vậy ở đây người ta cho 240 m² này chính là diện tích của hoa hồng và hoa cúc luôn. Người ta nói là diện tích trồng hoa cúc chiếm 3%. Như trước hết mình đi tính diện tích trồng hoa cúc trước nhé. Diện tích trồng hoa cúc là như vậy mình sẽ lấy 240 nhân cho 3/5, đúng không? 240 nhân 3/5 sẽ bằng bao nhiêu? 240 nhân cho 3/5 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy ở đây các em có thể lấy 240 nhân 3 và chia 5, hoặc các em mà chia 5 và nhân 3 cũng được, đúng không? 240 chia cho 5 thì được là 48, đúng không? 240 mà chia 5 thì được là 48. 48 nhân cho 3 thì được là 144 nha. Như vậy kết quả là 144 m², đúng không? Giờ bây giờ mà sẽ tính diện tích trồng hoa hồng. Như vậy mình sẽ lấy tổng diện tích là 240 trừ cho diện tích trồng hoa cúc là do diện tích trồng hoa hồng, đúng không? 240 trừ cho 144 bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm ở đây luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị 0 trừ 4 được, mình lấy 10 trừ 4 được 66 nhân 1. Giờ hàng chục 4 này khi 1 là 5. 4 trừ 5 được, mình lấy 14 trừ 5 được 99 nhân 1. Như kết quả là 96 m², đúng không? Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như Khải, các em có thể bấm hết video để biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là mình sẽ qua tiếp câu số 2. Bạn Khanh dốt sữa từ một hộp giấy đựng đầy sữa vào có 180 ml để uống. Bạn Khanh ước tính là sữa trong hộp còn khoảng 4/5 dung tích của hộp. Tính dung tích hộp sữa. Như vậy là thầy sẽ giải câu này luôn. Như vậy là mình thấy là sau khi dốt đi dốt qua cái cốc 180 ml thì còn lại 4/5. Như vậy trước hết mình sẽ tính dung tích đã dốt, đúng không? Vì sữa trong hộp còn 4/5, đúng không? Còn 4/5 dung tích của hộp. Nên 180 ml sữa đại dốc chiếm, giờ chiếm bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ tính gì? Chiếm bao nhiêu phần mình sẽ tính gì? Như vậy là mình sẽ lấy một hộp. Một hộp có nghĩa là số 1 trừ đi 4/5 thì mình biết là đã dốt bao nhiêu phần, đúng không? 1 thì mình hiểu là 5/5. 5/5 trừ cho 4/5 thì còn lại là 1/5, đúng không? Như vậy là 180 ml sữa sẽ chiếm 1/5
hộp sữa, dung tích của hộp sữa, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ đi tính dung tích hộp sữa lại. Như vậy mình sẽ lấy 180 chia cho 1 phần 5, vì 1 phần 5 sẽ tương ứng với lại 180, đúng không? 180 chia cho 1 phần 5 bằng bao nhiêu? 180 chia cho 1 phần 5 như vậy là 180 chia 1 phần 5 thì phép chia mình sẽ biến thành phép nhân, và 1 phần 5 nghịch đảo là 5 phần 1, có nghĩa là mình sẽ lấy 180 nhân cho 5. 180 nhân cho 5 thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 900. Đơn vị sẽ là ml, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em là đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3, một bể nuôi cá cảnh dạng khối hợp chữ nhật có kích thước là 30cm, 40cm và chiều cao là 20cm. Lượng nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể, tính số lít nước ở trong bể đâu? Như vậy ở đây người ta nói là cái bể cá này sẽ có dạng khối hợp chữ nhật, có chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì mình sẽ tính được thể tích của bể. Giờ mình sẽ lấy thể tích của bể nhân cho 3/4 thì mình sẽ biết là lượng nước có trong bể, đúng không? Giờ hãy sẽ làm câu số 3. Giờ hãy tích của bể cá này. Nuôi cá này. Như vậy mình sẽ lấy 30 nhân cho 40 nhân tiếp cho 20. Giờ 3 nhân 4 là 12, nhân 2 là 24. Ở đây mình thấy là 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0. Như các bạn là 24.000 cm không? Đúng không? Mình nhớ thể tích sẽ là khối nha. Đúng không? Đây là cm thì chính là cm khối. Bây giờ mình sẽ tính số lít nước ở bể cá này. Số lít nước ở bể nuôi cá này. Như vậy mình sẽ lấy 224.000 nhân cho 3/4, đúng không? Nhân cho 3/4 như vậy. Ở đây các em có thể là nhân trước và chia sau hoặc chia trước nhân sau cũng được. 24.000 mà chia cho 4 thì được là 6.000, 6.000 nhân 3 thì được là 18.000, như kết quả là 18.000 cm khối. Giờ bây giờ mình sẽ đổi qua lít. Mình nhớ lít chính là dm khối. Như đổi từ cm khối qua dm khối có nghĩa là chia cho 1.000. 18.000 chia cho 1.000 thì còn 18. Như kết quả là 18 lít. Đúng không? Mình nhớ là lít chính là dm khối nha. Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em là có kết quả giống như khai.
Các em có thể bấm hết video để biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Một bác nông dân vừa thu hoạch được 30 kg cà chua và 12 kg đậu đỏ. Câu A là bác đem 4/5 suất cà chua đó đi bán mà giá mỗi kg cà chua là 12.500 đồng. Hỏi bác nông dân ai nhận được bao nhiêu tiền? Đúng rồi. Giờ hãy sẽ làm câu số 4. Câu A chứ. Như vậy là bác nông dân thu hoạch được 30 kg cà chua, đem 4/5 số cà chua đi bán, mỗi cà chua giá 12.500 đồng, thì mình sẽ tính được số tiền bằng cách lấy 30 nhân cho 4/5 nhân cho 12.500 là được, đúng không? Như vậy mình sẽ tính bác nông dân nhận được số tiền bán cà chua là 30. Mình sẽ nhân cho 4/5. Mình sẽ nhân tiếp cho 12.500 đồng. Thì sẽ ra kết quả bằng bao nhiêu? Giờ ở đây thầy sẽ cho kết quả luôn nha. Như vậy 30 nhân cho 4/5 có nghĩa là mình sẽ nhân cho 4 chia cho 5, đúng rồi. Giờ nhân tiếp cho 12.500 đồng. Thì được là 300.000 đồng. Giờ tiếp theo là câu B. Số đậu đỏ bác thu hoạch được chỉ bằng 3/4 số đậu đỏ hiện có trong vườn. Nếu bác thu hoạch hết tất cả thì được bao nhiêu kg đậu đỏ nhé? Như vậy là mình sẽ trả lời là nếu bác thu hoạch hết tất cả thì được số kg đậu đỏ này. Như vậy là mình sẽ lấy ở đây là thu hoạch là 12 kg tương ứng 3/4, thì mình sẽ lấy 12 chia cho 3/4 nha. 12 chia 3/4 thì được bao nhiêu? Giờ như vậy là 12 nhân 3. Như vậy các em sẽ lấy 12 chia 3/4, có nghĩa là sẽ biến thành chia thành nhân nghịch đạo, đúng không? 12 nhân cho 4/3. Có nghĩa là 12 nhân 4 chia 3. 12 chia 3 thì được 4, 4 nhân 4 16, kết quả là 16 kg, đúng không? Vâng, là các em bấm máy trực tiếp là 12 chia 3/4. Bấm vô máy tính thì ra kết quả là 16 liền, đúng không? Như vậy kết quả là 16 kg nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Ở đây thì các em có thể ghi kết quả liền mà không cần qua cái bước này cũng được, vì mình có thể bấm máy tính, đúng không?
Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng thì hãy bấm nút thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè sớm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.